mà tôi không biết ông đó là Địa Tạng. Nhưng hồi trước khi á, là nói chung là hồi đó còn ăn mặn, chưa có ăn chay, cho nên là rồi mình cũng có chắc cũng có cái duyên gì cái ngài đã nhắc nhở. Còn ăn mặn, còn đi giăng lưới, còn sát sanh dữ lắm. Cho nên là ngủ đêm đó thấy cái người, hai người đi, cái người đi trước lại nói đang quét sân ở ngoài đường. Cô đó nói, cô ơi, tới ngày 21 tới đó, là cấp đó là tháng 3 nha, 21 tới là cô đã bỏ xác nha. Cái làm thinh không có nói gì hết trơn. Cái ngày Địa Tạng đi tới, cái ông cừ, mà ông mập, ông bự dữ lắm, mà ông đang thùi cừ cái miệng giống như Phật Di Lặc vậy đó. Cừ dòm mà tướng ông, cái ông dòm hỏi cho biết ta là ai không? Anh nói dạ không, con không biết ông. Ông nói ta là Địa Tạng nè. Ông nói dạ, mà ông nói địa, ông nói Địa Tạng thì dạ vậy thôi nha. Rồi cái ông bỏ đi, cái ngủ giật mình thức dậy, cái gầu, cái mình tính cúng ở nhà đi, rồi cúng bà thời, rồi ra ngoài ông thiên cũng cúng nữa. Giờ con nguyện đây sắp tới là con nguyện dứt là con sẽ ăn chay và niệm Phật, con sẽ tu và cuối đời nhờ ơn trên Đức Phật từ bi gia hộ độ cho gia đình của con cũng còn nghèo khổ, con còn nhỏ nhỏ không đó, gán lo mà con lo tu hành nặng mà nuôi con cho nó lớn, cho nó nên người đó. Rồi bắt đầu thì từ đó tới giờ là mạnh giỏi luôn, là bắt đầu ăn chay, là bắt đầu là mạnh luôn tới. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú ghé thăm gia đình cô Ba Dẫn quý vị. Thì kính thưa quý vị, cô Ba ngày xưa chưa ăn tương đó quý vị, thì có gặp ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị. Đó là thông báo đó là với cô rằng là cô còn chỉ được có 7 ngày nữa thì mất quý vị. Thì cô sợ quá cho nên quay đầu sửa để mà tu. Hôm nay Châu Phú cùng với chú Lựa ghé thăm cô. Thì cô đi do đi công tác thiện nguyện đi chùa chiền ha. Bây giờ cũng hơi cảm. Cho nên Châu Phú sẵn đây đi đường xa quá ghé thăm thì cũng nhờ cô có thể chia sẻ lại ngày xưa cô gặp ngài như thế nào. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào chú Lựa, chào cô Ba nha. Dạ, chào Châu Phú, chào chú. Dạ, chị. Dạ. Thưa cô Ba, con được biết là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, hình của ngài giống như ngài Đường Tam Tạng vậy đó ha, có cầm một cái cây. Cho nên đó là con nghe cô kể là cô gặp ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi cô sợ quá, cô tu luôn đó. Dạ. Thì con nhờ cô là chia sẻ là ngày xưa trước lúc gặp ngài đó thì cô làm như thế nào? Cô làm cỡ khoảng bao nhiêu năm mới gặp ngài mới sợ tu cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chia sẻ một cái clip này với bà con, với quý đồng đạo của mình xa gần đều biết. Tại vì mình, tôi ở đây là ở Cần Đăng á. Dạ. Mà Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì kính thưa Đức Thịnh Thức Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần gia hộ độ trì cho con nói đây là sự thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái năm tôi 35 hay 36 tuổi gì đó, thì không nhớ rõ ha. Mà cũng khoảng nằm khoảng đó. Cho nên là ngủ một đêm đó, thấy quét ngoài sân cái có một cái người đó đi theo cái Địa Tạng. Mà tôi không biết ông đó là Địa Tạng. Nhưng hồi trước khi á, là nói chung là hồi đó còn ăn mặn, chưa có ăn chay, cho nên là rồi mình cũng có chắc cũng có cái duyên gì các ngài đã nhắc nhở. Còn ăn mặn, còn đi giăng lưới, còn sát sanh dữ lắm. Cho nên là ngủ đêm đó thấy cái người, hai người đi, cái người đi trước lại nói đang quét sân ở ngoài đường. Cô đó nói, cô ơi, tới ngày 21 tới đó, là cấp đó là tháng 3 nha, 21 tới
là cô đã bỏ xác nha. Cái làm thinh không có nói gì hết trơn. Cái ngày Địa Tạng đi tới, cái ông cừ, mà ông mập, ông bự dữ lắm, mà ông đang thùi cừ cái miệng giống như Phật Di Lặc vậy đó. Cừ dòm mà tướng ông, cái ông dòm hỏi cho biết ta là ai không? Nó nói dạ không, con không biết ông. Ông nói ta là Địa Tạng nè. Ông nói dạ, mà ông nói địa, ông nói Địa Tạng thì dạ vậy thôi nha. Rồi cái ông bỏ đi, cái ngủ giật mình thức dậy, cái gầu, cái mình tính, tính coi bữa nay là bữa mấy rồi, à, tính ra là còn 7 ngày nữa. Rồi cái cũng buồn, cũng nói với ông xã, rồi nói với bà già chồng, rồi bà già chồng mà cũng nói với người này người kia vậy đó. Rồi cái nói người này người kia, rồi cái có cái chú ba trên núi xuống. Ông nói thôi, mà ông đó thì cũng làm thầy. Ông coi, ông nói thôi, bây giờ hai đứa mình xin được thì xin, xin được thôi. Bây giờ đặt cái bàn hương án cầu nguyện. Rồi đặt bàn hương án bông hoa cầu nguyện vì con còn nhỏ, dạy. Giờ cho con xin quản lại, nếu mà cái duyên con hết đó, thì bây giờ cho con xin đi, con còn nhỏ, để nuôi con lớn một thời gian nữa. Rồi bây giờ con sẽ quy Phật tu hành. Ông dạy giái, cho đó cũng không biết giái là không biết Phật Pháp là gì nữa. Không biết luôn. Như vậy thì cô, trong cái lúc đó là con cô còn nhỏ phải không? Rồi cô thấy vậy cô có từ giải với ông xã mình hay là gia đình để mà nếu mà có gì gửi con cái lại không con? Có nói, tôi có nói ông hay tỷ cái số tôi tặng nhỏ ấy gì thì có nói với ông xã, tôi nói cái số tôi mà ông Diêm Dương ông đã kêu vậy rồi thì ông kêu thì chắc không có sai. Nhưng mà thôi lỡ mà có gì thì ông ở nhà nè, ông nuôi con, ông lo tu hiền, ông nuôi con, ông lo cho mấy nhỏ đấy, chứ còn tôi thì không biết làm sao, nói vậy. Rồi cái mấy đặt bàn hưởng án cầu nguyện đó, rồi xin, rồi gian giái, rồi nguyện ăn chay niệm Phật, rồi bắt đầu từ đó ăn chay. Ăn chay cũng một thời gian sau, cái rồi làm thì cũng còn cái nghiệp nó lôi, cũng còn đi dân lướt hoài, chứ hồi đó bị có cái nghề đó à, chứ đâu có nghề gì đâu. Rồi cái nghề đó đó, đi dân lướt nữa, cái nó bắt đầu ngã mặn. Ngã mặn là bắt đầu đau hoài luôn. Ăn mặn một thời gian đó, cái nó đau, tới nó mặn nhiêu hết nhiêu. Mặn nhiêu là đi Long Xuyên, bác sĩ nào cũng biết hết trơn. Đi đầu này tới đầu kia. Rồi sao mà cũng đau hoài. Cái sau nhớ chật lại phát tâm. Mình cái duyên của mình là đã hết số mà mình xin với các ngài. Mà mình không chịu quay đầu Phật Pháp thì mình sẽ bỏ xác. Bỏ chuyến này là bỏ thiệt chứ miễn đau nữa chắc bỏ thiệt. Đau chuyến đó là một năm luôn. Đau một năm luôn ha, là đi thầy hoài cũng không hết. Tôi nói chuyến này mà nó ốm mà nó xanh ha. Như là tàu lá vậy đó, ai cũng nói là chết á. Rồi cái thôi, hồi ra đâu có biết mà đi núi đi gì đâu. Cái đi lên chùa bà, cái người thấy người ta nói đi lên trên chùa bà chánh á, chỗ cúng bà chánh gì đó. Rồi cũng nguyện giái, rồi về đây là bắt đầu là nguyện chánh chánh. Tôi nói thôi giờ nguyện chánh, giờ bây giờ mình ở đây về nhà mình cũng cúng ở nhà đi, lo cúng bà thời, rồi ra ngoài ông thiên cũng cúng nữa. Giờ con nguyện đây sắp tới là con nguyện dứt là con sẽ ăn chay và niệm Phật, con sẽ tu và cuối đời nhờ ơn trên Đức Phật từ bi gia hộ độ cho gia đình của con cũng còn nghèo khổ, con còn nhỏ nhỏ không đó. Gán lo mà con lo tu hành nặng mà nuôi con cho nó lớn, cho nó nên người đó. Rồi bắt đầu thì từ đó tới giờ là mạnh giỏi luôn, là bắt đầu ăn chay, là bắt đầu là mạnh luôn tới bây giờ. Nhưng mà sao mà nó hồi đó cái nó không có bị uống thuốc, không có bị gì nữa. Mà có sao mà tự hồi mà bệnh Covid 2012 tới giờ ở gì 20 hay gì đó. Giờ tới giờ là nó cảm 3 lần rồi. Vậy đó ha. Nó bị cảm 3 lần rồi đó. Bị cảm. Chứ hồi lúc trước nó là đau mà nhiêu hết nhiêu, rồi sau này cái quay lại ăn chay niệm Phật là cái đó là cũng chắc Phật độ ha, rồi là không có uống thuốc nữa. Không chích thuốc, không uống thuốc gì nữa, chứ mạnh sân sẵn luôn vậy đó. Mà có từ hồi ấy giờ sao mà nó cảm 3 lần rồi.
Dạ. Bởi vì con người của mình á, nếu mà biết quay đầu hướng thiện, mình làm nhiều cái việc ác, nhiều việc tội mà mình không có biết, từ hồi đời vũ thủy tới giờ mình biết tạo biết bao nhiêu sinh mạng rồi mình, và biết bao nhiêu kiếp. Thôi bây giờ chỉ có cái kiếp này, thì chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng là thoát mê đồ với cuộc luân hồi. Thì bây giờ kiếp này mình gán tu, gán niệm Phật, gán ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, mình không còn sát sanh nữa, thì các ngài sẽ độ mình. Vì gì? Vì các ngài sẽ độ mình, và hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Chứ đâu có mà nhiều khi cũng có phiên em út này kia rồi chị em gần gũi với mình đó, ăn chay niệm Phật đi, lo tu hiền đi. Nó nói ăn chay ăn không có nổi, nhiều khi nói ăn chay không nổi, tu miễn không có làm ác thì thôi, sao không ác được. Mình nói chịch một tiếng nói cũng là ác, phải không? Đâu phải mình đi với giò mình đạp con kiến cũng là ác. Bởi vì chứ đâu phải là nói là ăn cướp ăn trộm hay gì mới ác. Mà tu đâu có cái gì đâu mà khó. Tu là sửa chỉ xấu ra sửa tốt. Mình là tu đâu phải gõ mỏ tụng kinh mà vô chùa gõ mỏ tụng kinh gì đâu. Ăn chay làm lành lánh dữ, mình nói đâu cho thật thà, biết cúng lại thì trời Phật sẽ che chở. Bởi vì sợ đời hạ quân hay chết tuổi sanh, như thở nhân hồi còn trẻ đó. Bây giờ mình tu cho bản thân, không phải là tu mà đợi đời tới mới tu. Bởi vì tu, bởi vì ngày nay mình sống, ngày mai biết mà mình chết rồi mình sống, mình đâu có biết được đâu, cho nên phải tu kiếp kiếp. Nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên khùng, để Đức Phật có dạy mình phải tu kiếp kiếp, là tu kiếp kiếp mau mau đó. Chứ không có để chần chờ được. Bởi vì đời này hay ốm hay đau, gán đem cho được Phật vào trong tâm. Đời hạ quân này hay bệnh hoạn, đau ốm, bởi vì chúng sanh sắp vướng bệnh trời từ đây. Nên là cái bệnh đủ thứ là bệnh. Cảm ơn nha cô ba. Lúc mà chị ba gặp Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát á, chị trong tư tưởng chị gặp ở trong cái cõi này hay là một cái nơi nào đó? Ở ngủ thì thấy ở đây chứ không phải cái cõi khác. Tại cõi của mình luôn ha. Thấy ở đây luôn, thấy hiện tại ở đây luôn. Nhưng mà cái hình tướng của ngài là cô thấy đó là không có giống như là ngài Đường Tăng hay là trong hình ở trong chùa hả cô? Không, cái ngài bận nguyên một cái bộ đồ đen mà chàng cái gì nè, cái áo giống như áo chàng xuống mà dài nút vậy nè, giống như mấy cái người tu đó. Hả? Không phải áo cúng mà đều mà bận cáo đó, nguyên bộ đồ đen mà ông cột cái sợi dây ngang đây nữa nè. Cột sợi dây ngang đây rồi cái mà ông bận dưới này cái ngực thì cũng như gài con nút hai nút vậy hả, đưa cái bụng ở dưới này dòm thấy cái đầu ông chọc bon ông nói là cái ông là Địa Tạng, là thấy không có gàng là ông kia giống như ngài Phật Di Lặc vậy đó ha. Mà đen thui à. Đầu ông chọc bon vậy đó mà ông cười ha ha ha. Ông cười mình nghe luôn. Rồi thưa cô, sau khi mà trải qua hai đợt vậy đó, cô có gớt cái đợt nào nữa không? Mà con nhớ hình như là cô có cái duyên cô gặp thịt heo mà cô thấy toàn là giò người ta không á. Là cô gớt đợt nào đó? Là cái đó thì gớt cái đợt đó, gớt cái đợt sau mà ăn chay rồi mà cầu nguyện cho mạnh giỏi đang sống lại đang nuôi con đó. Thì sao mới ngủ trở lại, sao lại mới ăn mặn trở lại. Ăn mặn trở lại là một năm. Ăn mặn trở lại một năm, cái ăn thực kỳ đó được ba năm rồi. Rồi cái sao mà ngủ, cái thấy con nhỏ em nó mượn sơ cái nồi thịt heo mà dở ra tàn là gặp giò con nít không hết hồn hết vía, buông xuống nói gì ốc ơi. Thôi tôi không có mần gì, để lại coi đi. Dòm thấy toàn là giò nít khúc mà nguyên cái bàn giò nó sôi lật lên, nó trắng tươi. Dòm thấy hết hồn hết vía. Mà tôi nói đây là sự thật, cái kỳ mà tôi chia cái cục
cục cục thịt của chị, cái chị giờ chị ở ngoài hè nè, giờ chị về chị ở ngoài hè nè. Dạ. Là cầm vô tới đây ha, cái tay nó gung, nó gung vậy nè. Dạ. Nó gung rồi nó gớt cái cục thịt thiếu điều muốn gớt ở dưới, muốn liệng ở dưới chỗ đó rồi. Dạ, ghê ha. Nó thịt mẹ đàn bà đó. Lỗ tai nghe nó thịt mẹ đàn bà, thịt mẹ đàn bà. Rồi cái gán cầm vô tới trong bếp mà liền xuống luôn, không cần lấy cái gỗ luôn. Rồi cái mà đi chợ về rồi, ngay chân ngày Tết nữa, 28 Tết. Rồi mần là không có ăn, sợ luôn. Nhưng mà hổm hổm có kể lại cho con gái chị Tư này nghe nè. Nó mới kể lại, nó nói là hồi đó đó, thím nói rồi con mới nói. Bởi vì mà cái con heo đó đó, là hồi đó chị Tư mới nuôi đó. Con nhỏ con gái nó nằm ở trên nhà. Nó nằm trên nhà dòm xuống là nó thấy mẹ đàn bà. Ghê. Thấy luôn. Bởi vì tôi kể, tôi nói mẹ con hồi đó chia, tôi kể này cho con nghe là mấy chục năm rồi. Dạ. Mới nói cho nó nghe. Mới nói cho nó nghe, nó hồi đó thì thím ba, bởi vì nó mấy đứa đi đi mặn ăn gì ăn, đừng ăn thịt heo ghê. Nó hồi đó mẹ con á chia cho thím mặn heo mà thím ba chia cục thịt rồi cái nó vô nhà cái nghe lỗ tai nó thịt mẹ đàn bà, thịt mẹ đàn bà. Thịt mẹ đàn bà ba lần như vậy đó. Mới kể cho nó nghe, cái nó nói thím kể con rồi con mới nói. Ở đó con mẹ con á, là mua nuôi con heo đó mà bằng thịt rồi á, là con thấy á, là con ở trên con dòm xuống sàn. Là con mẹ đàn bà đẹp dữ dằn đi tới đi lui với chỗ con heo đó, đó. Là con heo đó nó biến ra nó đi vậy đó. Không thấy con heo nữa. Phải có nó ở đây là nó kể cái chuyện đó cho nghe. Chị đó đâu con? Con chị Tư ngoài hè nè. Dạ, chị lấy chồng về đâu? Nó có chồng ở ngoài kia mà nó đi bằng công ty rồi. Dạ, vậy đó ha. Dạ. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi mà cô ba kể đó thì có những cái câu chuyện giống như ở những cái câu chuyện của Đức Phật, Đức Thầy đó, dương gian âm phủ đồng nhất lý. Cho nên là Đức Thầy nói sát một dao đền một dao, sát một mạng đền một mạng. Thì khi mà những cái luật nhân quả đó nó kéo tới đó, vì như là bây giờ là có đôi lúc mình làm ăn đó con. Dạ. Có người làm ăn nghề sát sanh hại vật nhưng mà người ta giàu dữ lắm đó, tại vì người ta còn cái phước, tu cái phước hồi tiền kiếp đó con. Dạ. Nên là kiếp này ta đang hưởng, nhưng mà có đôi lúc đó, con thấy cũng có gia đình đó, đang giàu, đang một ngày kiếm vài chục triệu đó con, nhưng mà tự nhiên là đem đến cho gia đình toàn là những căn bệnh lạ không. Dạ. Không phải là bệnh cảm sòn giống như bình thường mình. Thứ nhất giống như bị tỷ ha, tỷ nó hư, nó hoại, nó không có sản xuất ra được cái nguồn máu, nó ăn máu hoài, phải vô máu. Dạ. Rồi nó gặp nhiều cái biến cố mà toàn là đặc biệt là lạ không cô. Còn có gia đình thì do buôn ba cuộc sống, rồi ở trong đồng trong ruộng thì phải bắt buộc phải làm cái nghề bắt cá giống như cô đặng lo cho con. Dạ. Nhưng mà từ khi người ta gặp chánh pháp của Đức Phật, Đức Thầy rồi á, thì người ta sửa liền. Dạ. Sửa chuyển từ từ. Dạ, tỷ như mình chuyển mà mình đã ăn chay được rồi, cái mình gớt cái giống cô vậy nè. Dạ. Đó, cái bắt đầu mình cũng cố gắng, thời gian sau mình gắng mình chuyển lên cái nữa là nó đạt luôn. Dạ. Ha. Thì sau khi mà cô đã chuyển được ăn chay như vậy đó, thì cuộc sống của cô đó, cô cảm thấy như thế nào? Cô có gặp được vị nào mà độ cho cô hay báo cô biết trước là cũng như là những cái mà ăn quán đó có giảm mòn từ từ không cô? Theo mình thấy thì cái cuộc sống hồi đó đó cũng nghèo lắm, nhưng mà bây giờ thì nó hơi có khác. Tại vì mình nói là Đức Phật sẽ độ. Yeah. Mà nếu mà người ta thì chắc không có tin. Yeah. Tại vì giống như mình là cái người trong cuộc mình mới biết. Mà như tỷ bây giờ là như hồi đó là nghèo khổ. Yeah. Bởi vì mình còn sống cái nghề sát sanh, nếu mà còn văn lưới còn tiền. Yeah. thì xài nó, mà hết văn lưới thì cũng như hết tiền mà đau hoài vậy đó. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn chay niệm Phật, mình sửa lại thì nó có thể các ngài cũng không bỏ mình đói. Yeah. cũng có khá hơn. Và yeah. Yeah. Cho nên là cái mình làm cái việc ác thì mình phải trồng cây lành thì dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Yeah. Mình trồng cây ớt thì mình phải hưởng cây ớt. Và yeah. Mình trồng cây cam phải hưởng quả cam, mình trồng cây gì thì mình hưởng cây nấy.
bị gì, cái nhân quả thì nó là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vì cho nên ta làm việc thẳng ngay thì cứ bền chí có ngày thông thả. Thì bây giờ mình đã sát sanh nhiều thì mình sẽ đau ốm bệnh tật nhiều. Bây giờ cái mạng của người ta mà bây giờ mình đi bằng mà bổ dưỡng nuôi thân xác cho mình, rồi hỏi cho bây giờ mình mà như vậy đó, mà người ta đau đớn, người ta đau khổ. Bây giờ con người ta, người ta thường nói là Phật dưỡng ở mà vật dưỡng nhân, vật dưỡng nhân, mà nói là vật dưỡng nhân. Bây giờ mình đổi lại, nói lại là mình nhân dưỡng vật, mình có chịu không? Cái đó nói thiệt, nhân dưỡng vật mình có chịu không? Bây giờ nhị tỷ con muỗi nó cắn mình thôi là mình cũng ngứa quá, mình cũng giận, mình cũng đập nó. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Dạ. Bây giờ mình đem người ta mà mình chặt đâm chém bầm, mình là cắt cổ mổ họng người ta, người ta cũng là biết là kêu la, người ta cũng là đau khổ, nhưng mà mình đâu có thấy được. Mình cái tiếng con vật với con người mình đâu có nghe được cái tiếng con vật nó kêu la đâu, nhưng mà nó kêu la rất là thảm thiết. Thảm thiết. Nhưng mà bây giờ mình nói là vật dưỡng nhân, rồi bây giờ mình thử thời đâu mình dám đi vô rừng cho cọp nó ăn mình có chịu không? Hay là người ta đem cái dao mình, người ta khứa mình cái cho đau, mình có chịu không? Đau. Người mình kia đau chứ không phải là không biết đau. Nhân dưỡng vật. Kính thưa quý cô chú anh chị, lúc nãy cho Phú đi trên đường quý vị, tới cầu quay thì thấy có con vịt nó chạy ra giữa đường đó quý vị, rồi nó sứt gan cọng dây, còn cọng dây buộc trong chân đó. Cho Phú mới thấy vậy đó, dừng xe lại, đi dí vô trong nhà đặng bắt quý vị để tính đem về núi thả. Nhưng mà là cái chú đó ông không có nói, ông đang ngậm muối vậy đó. Rồi đợi cho Phú bắt rồi á, ông lại nói con vịt của tao chú cho người ta rồi cho nên á là cho Phú nói chú ơi, bây giờ là nó có cái duyên. Cho Phú cũng có đeo theo cái máy niệm Phật, lúc đó là cũng may mắn con có đeo cái máy niệm Phật gì nè, mà cái máy con chạy xe đó con mở nè đó, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó con. Rồi á mình tính á là mình có cái máy này được ông Phật ông trợ duyên tiếp với mình rồi đó, Nam Mô Di Đà Phật như thế đó, thì mình xin cái con vịt này nha, để mình đem về núi thả. Thì chú nói không được, tại vì hứa cho người ta rồi phải chi gặp sớm chút thì chú cho đó. Nhưng mà cái mà mình suy nghĩ đó là cái duyên gặp chú vịt này mình đang gánh giùm cho chú đó, đó là cái một cái nghiệp lực, một cái nhân quả sẽ kéo tới với chú đó đó. Cho nên đó là mình muốn đem cái chú vịt này đi thả, mà không ngờ đó người ta không ăn quý vị, mà ta cũng kêu cho người khác để ăn chứ không cho mình đem về núi thả. Cho nên đó là một cái nghiệp lực cũng rất là nặng nề. Vì ngày xưa khi mà Đức Phật đi thuyết pháp đó cô, thì có một cái chú mà cũng như con sò giống như châm chép vậy đó cô. Nó nghe Phật thuyết pháp thì nó bò lên trên cái nó gán, nó bò lên trên cái mé của kinh đó để nó nghe Phật thuyết pháp. Khi mà Phật thuyết pháp rồi, người dân ở khắp nơi đổ về, cái ông đó ông Chăn Châu đó, ông cũng gán ông bò đi lên đó đó, đã ông nghe Phật thuyết pháp thì ông lên ông đạp ngay chân cái chú sò này nè, bể đi chú sò chết. Sau đó đó là chú sò đang nghe Phật thuyết pháp, cái duyên là thích nghe Phật mà Phật thuyết pháp rồi mà mình đang chết trong cái lời pháp đó đó, làm được về cái cõi tiên, cõi Phật đó. Thì chú sò này được lộn kiếp trở về cõi tiên liền cơ. Cho nên khi đi về chẩn đó thì được các vị ở chẩn đó người ta ấn chứng nha, được làm tiên rồi bay trở lại đó để tạ ơn Phật. Thì Phật mới kể với bà con đây là cái chú sò này đó là bị cái ông mà giữ châu đạp chết mà trong khi nghe pháp Phật. Cho nên Đức Thầy có câu: dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Cho nên khi mà bác hai ở bên đó đó, ngày xưa bác 19 tuổi bác mắc, bác là con của ông cả.
Khi mà bác mất rồi đó thì bắt đầu thai trở lại con nhà nghèo cô. Đó, tại vì là con ông cả ngày xưa lo chơi không à, tiền bạc phung phí á, rồi không có làm lành đó cô, cho nên chết sớm. Và khi mà chết rồi đó thì cũng may mắn là không có tạo nghiệp sát sanh hại vật, chỉ phung phí tiền thôi, nên đầu thai lộn kiếp làm con nhà nghèo. Và ở dưới địa ngục là cỡ khoảng 9 năm đó cô. Nhưng mà là ở dưới là có khu, giả tỷ như người nào không làm tội thì ở đó để mà chờ ngày để được đi lên để đầu thai. Còn người nào làm tội được cái khu là địa ngục tầng 1, tầng 2, địa ngục vô gián giống như bà Thanh Đề đó cô. Đó thì bác Hai đó đó qua kể với con rồi chia sẻ gì đó thì con thấy cũng học được rất là nhiều trong cái cuộc đời của bác Hai. Hôm nay thì nghe cô kể như vậy nữa đó, nên là con xin nhắc lại. Và kính thưa quý cô chú anh chị, chẳng những là cô làm nghề là bắt cá ha, rồi cô có lần là cô ướp cá hay là ướp gắn đó, thì cho nên cái tay của cô hiện giờ cái ngón này nó đơ, nó cứng luôn nè quý vị. Nãy giờ cô chắp tay niệm Phật mà vậy đó hả cô? Công lại không được hả cô? Không, nó đang bị vậy đó. Cái này té hàng sao cô? Cái này hồi nhỏ đó cũng đứt vậy nè, mà sao nó đứt vậy, mà sao nó vậy luôn không biết nữa. Thì cũng cái duyên cái nghiệp là hồi đó. Hay là cô quán lại là cái tay này nó giống như là cái câu chuyện nào cô? Dạ, giống như là thì cái mình hồi xưa mình làm cái việc không lành nè. Thì cái tay này thì cũng bắt cá, bắt rắn nè, rồi nhốt đè con rắn lại nè, bây giờ thì giờ mình thấy nó cũng cắt cái đầu lên vậy nè, cho nên nó giống giống vậy đó. Và hồi đó bỏ trong cái thùng con rắn mà bỏ trong cái thùng gì nè. Rồi cái nó cắt cái đầu lên gì mà mở con mắt ra là nó nằm ở gác trên cái cụm nước đá mà nó dòm mình vậy nè. Dòm thấy sợ lắm, dòm cái con rắn đó là thấy sợ, con mắt nó đỏ tư luôn. Thì giống như nó quán, nó hận mình đó. Bây giờ vậy cái cuộc đời dai trả trả dai mà luân hồi quả báo mà. Cho nên là mình sát sanh người ta, mình làm cho người ta đau khổ thì người ta phải quán giận mình rồi. Đó, bởi vì mình đem mà cục nước đá bành kia mà mình đem sống người ta, mình muốn cho ngon. Đó, mình muốn cho ngon cho mà ấy mình, cho nên mình bắt người ta nhốt sống như vậy đó, cho người ta lạnh, người ta không chịu nổi là người ta chết. Mà giờ mình thấy cặp mắt nó đỏ làm sao đâu á. Rồi giờ cái cặp mắt là nó quán, nó hận mình đó. Bởi vì cho nên nó là phiên chị em đồ, anh chị đồ gắng ăn chay niệm Phật, làm lành lãnh dữ, không còn đừng có sát sanh, đừng có hại mạng nữa thì sẽ đau khổ. Là mình sẽ mang cái nghiệp nhiều, mình đau ốm bệnh tật là cũng do nơi mình sát sanh nhiều. Bởi vì cái mình bệnh tật như gì là cũng mình suy nghĩ lại là cũng lại là cái nhân quả, cho nên mình không buồn, tại vì mình làm việc không lành hồi kiếp trước rồi. Hồi lúc trước mình đã sát sanh hại mạng quá nhiều. Trả trong vui vẻ ha. Bây giờ Đức Phật mình nói là ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiệu kiếm làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tổ tác rồi lo thuốc thang hưởng giá Phật trời. Nó nguyện sửa lòng ác Phật dịp đời xuống quốc rộng từ bi hỷ xã. Đó, Phật rồi tha thứ. Mình nguyện ăn chay rồi mà mình nếu mà mình có đau ốm mình cũng đừng buồn. Tại vì cũng do là cái nghiệp mà. Thì mình ăn chay niệm Phật thì từ từ nó sẽ dơi bớt hết. Cảm ơn cô ba ha. Và kính thưa quý cô chú anh chị, chẳng qua là cô ba muốn chia sẻ lại để nhằm là khuyên bà con cố gắng giảm sát sanh hại vật. Bây giờ mình Đức Thầy cũng vậy nữa, Đức Thầy đâu có ngăn cấm là tuyệt đối. Có thể là mình ăn là trước tiên 4 ngày rồi từ từ lên 10 ngày và lên trường chay luôn. Nếu quý vị mà có cái duyên sâu mà duyên đã đến rồi đó cô, tự nhiên phát tâm ăn trường chay luôn, cái bập luôn. Thì qua đoạn video hôm nay, Châu Phú xin chân thành cảm ơn cô ba và chú Út Lựa đã chia sẻ nhằm khuyên bà con tu hành. Trong video có điều chi sơ sót thì mong quý cô chú anh chị lượng tình bỏ qua. Tại vì tôn giáo, bên tôn giáo nào Châu Phú cũng thương yêu như nhau. Tại vì các vị ra đời để khuyên bà con ăn hiền ở lành không quý vị, tu hiền không à. Cho nên là Đức Phật cũng tốt mà Chúa cũng tốt. Bên đạo Cao Đài, Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát cũng tốt. Tất cả mỗi đạo đều tốt.
Dạ. Xin đồng kính chúc cho toàn thể vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, dạ Nam Mô.